Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món kẹo lạc nhé. Cách làm rất đơn giản mà ăn lại rất giòn và thơm, không bị dính răng. Bây giờ mình sẽ tiến hành và thực hiện nhé. Nguyên liệu của mình gồm 45g bơ nhạt, 100g hạt lạc, các bạn có thể dùng hạt khác cũng được, 20g whipping cream, 20g mật ong, 36g mạch nha, mình dùng mạch nha của Phát Đạt nhé, 40g đường và 20 cái đế bánh thuyền. Giờ mình sẽ đi rang lạc nhé. Sau khi rang xong lạc chín thì mình sẽ bỏ vỏ và tách đôi hạt lạc ra. Lạc của mình đã được bỏ vỏ và tách đôi ra rồi nhé. Tiếp đến mình đi nấu nước sốt. Mình cho 20g whipping vào này. Sau đó cho 20g mật ong. g bơ nhạt. 36g mạch nha. Và 40g đường vào. Mình đun cho tan đường ra nhá. Mình nấu nước sốt sao cho nhiệt độ đạt từ 117 đến 120 độ thì mình tắt bếp nhé. Mục đích của việc nấu trong khoảng thời gian này là để cho kẹo của mình làm ra nó không bị dính răng và cũng không bị cứng quá. Khi nước sốt đạt đủ điều kiện 117 độ rồi thì mình sẽ cho hạt và mình trộn đều lên. Ở bước này các bạn dùng hạt nào cũng được, nhưng đây mình cho hạt lạc vào. Hạt sau khi đã trộn đều, mình cho ra giấy nến nhé. Sau đó mình ép vào, ép thành khuôn hình vuông hay hình chữ nhật đều được. Mình ép lại rồi mình để cho nó nguội nhé. Giờ hỗn hợp kẹo của mình đã nguội, mình cho ra mình cắt thành từng thanh nhỏ nhé, để vừa với cái đế thuyền ấy, không được cắt nhiều quá, bởi vì là nếu mà cắt nhiều ấy thì khi mình cho vào trong nồi nướng ấy nó sẽ bị tràn cái nước sốt ra ngoài thì nó sẽ không còn ngon nữa. Với cái đế bánh thuyền thì mình cắt khoảng như một ngón tay thôi. Rồi, sau đó mình sẽ xếp từng thanh vào trong đế thuyền nhé. Mình xếp cho đến khi hết hết kẹo nhé. Sau khi xếp xong thì mình sẽ cho toàn bộ bánh thuyền vào trong nồi chiên không dầu nhé. Mình sẽ để nhiệt độ 150 độ. Mình đun trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì mình được những chiếc bánh rất là ngon nhé.
ăn bánh này giòn, cả cái vỏ bánh cũng giòn và nguyên liệu bên trong cũng giòn tan luôn, và đặc biệt là ăn không dính răng và thơm. Ăn cái này ngon hơn kẹo lạc truyền thống đấy, các bạn hãy thử làm đi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.